Xá Lợi Tử, khi nghe ta thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa này, thì tâm của các thiện nam tử, thiện nữ nhân đại thừa vui mừng, được diệu pháp rộng lớn, cũng có thể an lập vô lượng chúng sanh ở trong pháp thắng thiện, làm cho họ hướng đến vô thượng chánh đẳng bồ đề, Xá Lợi Tử, nay ở trước ta, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này phát hoàng thệ nguyện, tôi sẽ an lập vô lượng trăm ngàn loài hữu tình làm cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng giác, tu các hạnh đại bồ tát và chỉ dạy khuyến khích dẫn dắt làm họ vui mừng ở nơi vô thượng chánh đẳng bồ đề, cho đến được thọ ký bất thối chuyển, an trụ quả vị bồ tát bất thối chuyển, xá lợi tử đối với nguyện kia, ta rất tùy hỷ. Vì sao? Này xá lợi tử, vì ta xem các thiện nam tử thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa, phát nguyện rộng như thế, tâm ngữ hợp nhất, tương lai các thiện nam tử thiện nữ nhân kia, quyết định an lập được vô lượng trăm ngàn loài hữu tình, làm cho họ phát tâm vô thượng tránh đẳng giác, tu các hạnh đại Bồ Tát, và chỉ dạy khuyến khích dẫn dắt, làm họ vui mừng ở nơi vô thượng chánh đẳng bồ đề cho đến được thọ ký bất thối chuyển an trụ quả vị bồ tát bất thối chuyển xá lợi tử thời quá khứ ở trước vô lượng phật các thiện nam tử thiện nữ nhân này cũng phát hoàng thệ nguyện tôi sẽ an lập vô lượng trăm ngàn loài hữu tình làm cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng giác tu các hạnh đại Bồ Tát và chỉ dạy, khuyến khích, dẫn dắt, làm họ vui mừng ở nơi vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cho đến được thọ ký bất thố chuyển, an trụ quả vị Bồ Tát bất thố chuyển, xá lợi tử. Đối với nguyện kia, chư Phật quá khứ cũng rất tùy hỷ. Vì sao? Này xá lợi tử. Vì chư Phật quá khứ cũng xem các thiện nam tử, thiện nữ nhân, trụ Bồ Tát thừa phát hoàng nguyện như thế, tâm ngữ hợp nhất, Tương lai các thiện nam tử thiện nữ nhân kia quyết định an lập vô lượng trăm ngàn loài hữu tình, làm cho họ phát tâm vô thượng chánh đẳng bồ đề, tu các hạnh đại bồ tát và chỉ dạy khuyến khích, dẫn dắt làm họ vui mừng ở nơi vô thượng chánh đẳng bồ đề, cho đến được thọ ký bất thối chuyển, an trụ quả vị bồ tát bất thối chuyển xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân này có lòng tin hiểu rộng lớn nương sắc thanh hương vị xúc vi diệu để tu bố thí rộng lớn tu bố thí này rồi lại vun trồng thiện căn rộng lớn nhờ thiện căn này mà thu được quả báo rộng lớn thu được quả báo rộng lớn như thế chỉ vì lợi ích cho tất cả hữu tình xả bỏ tất cả sở hữu nội ngoại cho tất cả hữu tình hồi hướng thiện căn đã trồng như thế nguyện sanh đến thế giới chư phật ở phương khác có như lai ứng tránh đẳng giác đang tuyên thuyết pháp vô thượng bát nhã ba la mật đa sâu xa họ nghe pháp vô thượng bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế rồi lại an lập trong cõi phật ấy vô lượng trăm ngàn loài hữu tình làm cho phát tâm vô thượng tránh đẳng bồ đà tu các hạnh đại Bồ Tát và chỉ dạy khuyến khích dẫn dắt làm cho chúng sanh vui mừng ở nơi vô thượng chánh đẳng Bồ Đề được bất thối chuyển. Do đại nguyện đã phát viên mãn nên mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Khi ấy xá lợi tử lại thưa Phật, lạ thay đứng như lai ứng chánh đẳng giác đối với các pháp thuộc quá khứ, vị lai hiện tại đều chứng biết. Đối với tất cả pháp chân như pháp giới, pháp tánh, thật tế cảnh giới hư không vân vân đều chứng biết. Đối với giáo của các pháp khác nhau đều chứng biết. Đối với tâm hành khác nhau của hữu tình đều chứng biết. Đối với các đại bồ tát đời quá khứ đều chứng biết. Đối với tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đời quá khứ đều chứng biết. Đối với đệ tử chư phật và các cõi Phật ở quá khứ đều chứng biết, đối với các đại Bồ Tát vị lai đều chứng biết, đối với tất cả như lai ứng tránh đẳng giác đời vị lai đều chứng biết, đối với đệ tử chư Phật và các cõi Phật đời vị lai đều chứng biết, đối với các đại Bồ Tát trong hiện tại, ở mười phương tu hành khác nhau đều chứng biết, đối với tất cả như lai ứng tránh đẳng giác hiện đang thuyết pháp, ở vô lượng vô số vô biên thế giới trong mười phương đều chứng biết đối với đệ tử chư phật và các cõi phật trong hiện tại đều chứng biết bạch thế tôn nếu đại bồ tát nào dõng mãnh tinh tấn thường không ngừng mong cầu sáu pháp ba la mật đa này thì vị ấy chứng đắc sáu pháp ba la mật đa có tùy thuộc vào thời gian hay không tùy thuộc vào thời gian phật dạy xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân kia thường dõng mãnh tinh tấn không ngừng mong cầu sáu phát ba la mật đa này thì không lúc nào mà không chứng đắc vì sao này xá lợi tử vì các thiện nam tử thiện nữ nhân kia thường dõng mãnh tinh tấn không ngừng mong cầu sáu phát ba la mật đa này nên được chư phật và bồ tát thường hộ niệm xá lợi tử thưa bạch thế tôn các thiện nam tử thiện nữ nhân kia nếu chẳng đắc sáu pháp ba la mật đa tương ưng với kinh thì làm sao có thể nói họ chứng đắc sáu pháp ba la mật đa này Phật dạy xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân kia đối với sáu pháp ba la mật đa thường dõng mãnh tin cầu chẳng cả thân mạng mà chẳng đắc sáu ba la mật đa đây tương ứng với kinh thì điều này không có vì sao này xá lợi tử các thiện nam tử thiện nữ nhân kia vì cầu tránh đẳng bồ đề nên chỉ dạy khuyến khích dẫn dắt các loài hữu tình làm họ đối với sáu pháp ba la mật đa đây tương ưng với kinh mà vui thích thọ trì đọc tụng tư duy tu tập do căn lành này nên sanh ra chỗ nào cũng thường được sáu pháp ba la mật đa tương ưng với kinh điển mà thọ trì đọc tụng dõng mãnh tinh tấn như pháp tu hành làm cho hữu tình được thành tựu nghiêm tịnh cõi phật tuy chưa chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề nhưng trong thời gian đó chưa từng phế bỏ dù chỉ giây lát